Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến cuối giờ chiều nay, ngày 13 tháng 4, toàn quốc ghi nhận 265 ca dương tính với SARS-CoV-2. Còn tại Hương Yên, mọi công tác giám sát cách ly lấy mẫu xét nghiệm thu dung điều trị được tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Tại các cơ sở y tế, hiện tại có 72 trường hợp đang được cách ly tập trung là 144 trường hợp tại 5 cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, công tác cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 414 trường hợp. Hiện tại, Hưng Yên vẫn đang tích cực triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên máy bới hệ thống nghìn 4008 với công suất 150 mẫu trên ngày. Đến thời điểm này, chưa phát hiện mẫu dương tính nào. Còn nếu các mẫu nghi ngờ dương tính đều được gửi lên Viện Dịch tễ Trung ương để xác định và công bố kết quả. Khi nhận được thông báo của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cử cán bộ đến điều tra phối hợp với địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Điều này sẽ đảm bảo cho Hương Yên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được thuận lợi và thành công.